Mến chào tất cả các anh chị và các bạn. Hiện tại thì Kiên đang có mặt tại con đường Cộng Hòa nhé. Bây giờ cũng là 5 giờ chiều. 5 giờ chiều thì thời điểm này thì lượng xe lưu thông ở trên đường khá là lớn. Nếu anh chị nào mà đi làm về á thì sẽ có thể là bị kẹt xe đi chậm. Thì cái món hôm nay mà Kiên muốn chia sẻ đến cả nhà là một trong những cái món ăn đường phố khá là nổi tiếng. Ở Sài Gòn đó thì nó xuất hiện cũng khoảng 3 đến 4 năm rồi. Nhưng mà dạo này thì Kiên thấy là cái món này lúc nào cũng được mọi người yêu thích và đón nhận khá là nhiệt tình. Cả nhà có biết đây là món gì không ạ? Đây là cái món này là món đây phía trước, để cho cả nhà đoán nhé. Đây phía trước chúng ta làm cái xe của nó đấy. Ngày nào Kiên đi làm về cũng như là đi qua đây cũng thấy đều thấy là buổi chiều tất cả mọi người đi làm về ai cũng phải ghé vào đây mua được cho mình một cái phần xôi, một cái gọi là cái miếng xôi. Cái xe này là xe xôi chiên nha quý vị ơi. Cái này là xôi chiên, đây Kiên thấy chữ xôi chiên, mua 6k xôi chiên, 6k mua 3 tặng 1. Wow, rất là vần, xôi chiên 6k mua 3 tặng 1 nhá. Đây hai chàng trai đang bán này, xôi chiên 6k mua 3 tặng 1, mua 3 miếng mà được tặng 1 miếng rồi, khá là lời đúng không ạ? Cái đây có cái trang web là www.xôichiên.com, an toàn vừa rẻ và an toàn. Xôi chiên tấp bút khi. Xôi chiên cái gì tốc kỳ gì đấy, chứ không phải tốc bút kỳ đâu nha. Khuyến mãi là siêu khuyến mãi là từ ngày 6 tháng 11 2019, xôi chiên mua 3 tặng 1 đấy. Còn có các ngày thường có từ ngày 6 tháng 11 là mỗi mới là mua 3 tặng 1 nhá. Không biết là đến ngày nào thì hết chương trình này thì Kiên cũng không biết. Rồi, chúng ta sẽ lại đây xem hai chàng trai đang chiên xôi đây. Ở đây thì cũng khá là đông khách. Khách rất là đông nên là mình sẽ để cho các em làm nhé. Lát nữa mình sẽ để cho giãn khách đi. Rồi mình vào mình hỏi. Ở đây là cái thùng xôi người ta làm sẵn từng miếng này. Đây, cái thùng xôi này làm sẵn từng miếng. Đây, xin phép mở ra xíu. Đây, từng cái miếng xôi thì thấy rất khá là hấp dẫn, rất là đẹp. Hai em đang chiên này. Vàng rất là hấp dẫn, là ơm luôn. Thấy hai em làm bận rộn quá này không dám hỏi gì luôn. Ở đây thì mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ em? Dạ em bán từ 3 giờ chiều tới 8 giờ rưỡi tối. 3 giờ chiều tới 8 rưỡi tối hả? Cái địa chỉ ở đây là bao nhiêu ta? 144 Cộng Hòa. 144 đường Cộng Hòa đúng không? Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Chiên cái này thì bao lâu là chín em? Khoảng mấy phút? Mình canh theo
cái bánh nó vàng à. À, canh heo là nhìn cái bánh nó vàng là biết dạ, là nó chín đúng không? Dạ dạ. À, có nghĩa là cái này chín sẵn rồi mình chiên cho nó giòn lên thôi, nó vàng lên là ok đúng không? Dạ. À, giờ là sắp tối là lên đèn nữa hả? Dạ. À, có bình ắc quy này, sắp tối là lên đèn này quý vị. Ồ, cái nước sốt của mình là mình mà nhân của mình là mình bỏ đây hả? Dạ, dạ. À đây này, có cái này là nhân chả bông này, chả bông đúng không? Cái này là tương ớt. À, cái này là à, cái này là nhân thịt bằm đúng không? Thịt nhân thịt rồi nấm này, rồi đủ các kiểu đây này. Đấy, hai em giỏi quá. Thì sau khi mà xôi đã được chiên nó vàng lên được quý vị, thì em nó sẽ lấy cái muỗng sấy đôi ra và bỏ nhân, bỏ các loại nước sốt vào nhé. Đấy, bỏ nhân, bỏ nước sốt, rồi bỏ chả bông vào. Cái được tặng một cái thì ăn nghĩ là ăn bốn cái là no rồi, ăn bốn cái là uống thêm chai nước là tối khỏi ăn cơm luôn đó. Đây là xôi chiên lên nóng hổi luôn, khi bỏ những cái loại nước sốt, bỏ giả bông rồi vào á thì nghĩ thôi đã thấy thèm rồi nhé. Đây, em lại chiên mẻ mới rồi quý vị ơi. Ở đây đặc biệt là cái thấy là khi mà khách mà chưa mua thì những cái gọi là cái nắp về được đậy lại này, không có bụi bặm, khá là sạch sẽ. Đấy. Khi mà khách mà mua thì sẽ lấy từng cái nắp ra và bỏ nhân và bỏ trà bông, bỏ sốt vào trong cái miếng xôi cho khách, sau khi đó đậy lại là không có sợ bụi bặm hay là như nào hết. Đây cả nhà có thể thấy là cái con đường Cộng Hòa này á thì buổi chiều lại xe khá là đông. À, mọi người đi làm về thì mỗi lần đi làm về thì hay ghé vào những cái xe xôi hay là những cái món ăn vặt ở đường phố, mua những cái phần ăn để gọi là tạm chống đói để về nhà nhé. Thì một trong những cái xe xôi này thì ai đây Kiên mua một phần, có nghĩa là mua 3 cái thì càng một cái là 4 nha quý vị. Và nữa Kiên sẽ thưởng thức cho cả nhà xem. Và Kiên sẽ quay hai chàng trai gọi là vừa đẹp trai mà lại bán xôi khá là giỏi này. Xôi chiên tốc kỳ. Đây có hotline luôn này. 1900636198 nhá. Người có thể liên hệ cái hotline này để mua xôi hoặc là biết thêm thông tin chi tiết.
Đây một ba cái miếng xôi của mình đây quý vị ơi. Anh mua 3 miếng được tặng 1 miếng là 4 đúng không? Rồi anh thử luôn cho nó nóng này. Cái này là mình cầm bằng giấy đúng không? Cho anh miếng giấy này. Thôi cầm tay luôn đi cho nó bình dân, ăn cho nó ngon, đang nóng hổi luôn quý vị. Bán xôi này có làm có khó lắm không em? Dạ thì cũng đơn giản thôi. Đơn giản thôi đúng không? Thế hai chàng trai bán xôi cái nào cũng cứ cười à, cái nào khách đến là cười hoài. Rất là dễ thương, xôi rất là ngon, ăn cái vỏ bên ngoài nó giòn ha, nó giòn mà cái bên nó thơm, giòn rất là thơm, bên trong thì nó mềm mềm, bên trong nó mềm mềm và ăn nó béo béo, rất là ngon quý vị ơi. Đi làm về làm 20 cái này là chắc bụng luôn. Đấy, khi mà không có khách thì em sẽ đẩy lại rất là sạch sẽ, không có bụi bặm gì hết. Mình sẽ mua 3 miếng được tặng miếng thì sẽ ăn hết. Tại vì nó rất là ngon. Cảm nhận nó hơi béo béo này, cái vị cái vỏ bên ngoài thì giòn, khá là giòn. Cái miếng xôi thì thấy là vàng đều, chiên vàng đều nhìn rất đẹp mắt. Đi làm về đông quá. Mình đi làm về mình ghé vào đây mình ăn xôi. Đấy. Ở đây cái địa chỉ là số 144 Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị ơi. Ở đây là trên GrabFood là có đặt hàng được đúng không em? Mà đặt giờ nào cũng có hả? Từ 3 giờ chiều mà đến 8 giờ 30 là có. Là có thể đặt trên GrabFood hoặc là Now đúng không? Đây quý vị ơi, Kiên bảo em lấy hội ra cho quay này. Thế những cái miếng xôi làm đều ha. Miếng nào nó đều rất là đều nhau này. Nhìn khá là đẹp. Bỏ vào chiên thì nó sẽ nhanh giòn. Đây Kiên mua 4 miếng mà ăn hết 1 miếng rồi, còn 3 miếng nữa này. Hấp dẫn không? Quá là tuyệt vời luôn, hấp dẫn luôn quý vị ơi. Sẽ lấy ăn tiếp miếng nữa này. Đấy. Vàng đều quá, chiên vàng rất là vàng, rất là đều này. Cắn một cái là nó giòn tan luôn. Ngon quá. Ngon nhá. Bảo là sao mà khen hoài, ăn mà ghiền luôn á. Bán ngay trước cái tòa nhà Edit, cái tòa nhà này này, bán ngay trước cái tòa nhà luôn này.
144 Cộng Hòa. Rồi quý vị ơi, rất là cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nhé. Nếu mà mọi người có dịp mà đi qua số 144 Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thì hãy nhớ ghé xe xôi và thưởng thức cái món xôi này nhé. Nó khá là đặc biệt, nên cảm nhận là vừa giòn này, vừa ngon này, và nó hơi bé bé một chút xíu, nhưng mà nếu mà mình buổi chiều mình đi làm về đói ấy, mua 1-2-3 cục ăn thì khá là tuyệt vời nhé. Rồi bye bye cả nhà nhé, chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân của mình. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.